chào mừng các bạn nhỏ đã đến với chương trình Có Yubi Không Lo Chi. Yeah! Và với số phát sóng lần này thì chị Yubi và bé Minh Hằng sẽ cùng nhau làm một món vật dụng để có thể đựng bút viết. Wow. Nhưng mà không có phải là làm bằng những cái nguyên liệu mà giống như là mình mua về đâu nha, mà mình sẽ làm từ giấy và ống hút. Đúng rồi, cho nên là bây giờ chị em mình đi làm thôi, sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. 3, 2, 1, let's go. Thì bây giờ nha, để làm được một cái chiếc hộp đựng bút như thế này thì mình sẽ có những nguyên vật liệu như sau. Đầu tiên đó chính là giấy và thước. Rồi, chúng ta có thêm kéo nè, rồi những cái bút nè, đặc biệt là ống hút và thô. Đúng rồi, đó là những cái vật dụng mà chúng ta sẽ sử dụng để làm cái hộp bút ngày hôm nay nha. Minh Hằng dùng một tờ, chị Yubi cũng sẽ dùng một tờ. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy ống hút nè. Mình sẽ lấy ống hút, rồi. Đây, để tờ giấy giống chị Yubi. Đây, mình để vô như thế này. Rồi, mình sẽ cuộn lại, cuộn chắc tay vào nha. Dạ. Cuộn tròn theo cái ống hút này. Đấy, đúng rồi. Cuộn tròn, cuộn sát vào. Đúng rồi, ôm sát vào chiếc ống hút nè. Rồi, mình sẽ chừa lại một đoạn như thế này để mà mình lấy hồ và mình dán lại. Dạ. Sau khi đã dán xong thì chúng ta sẽ cắt bỏ hai cái đầu nhọn này đi. Này. Dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng cây thước nè. Mình sẽ cắt làm hai phần bằng nhau, mỗi phần là 10cm. Rồi, mình tiếp tục làm như vậy cho đến hết luôn nè. Dạ. Mình sẽ vừa dán vừa check keo để cho cái lớp giấy nó có thể bám vào cái ống hút của mình nữa nè. Dạ. Cuốn thiệt là chắc tay vào nha. Cuốn cái này mà nó không chắc á là nó sẽ bị bung ra. Đúng rồi. Mình phải cuốn thiệt là đều, thiệt là chắc tay vào để mà mình có được những cái thành ống hút vững chắc. Rồi, sau khi mà quấn xong thì mình sẽ lại tiếp tục đo nè. Cứ một phần thì sẽ là 10cm. Đấy, thì như vậy á, mình sẽ cắt thành những cái phần đều nhau. Dạ. Cái này nó khó chắc quá à. Ở đây á, mình chỉ cần hai cái dụng cụ chính để có thể làm được cái này, đó chính là giấy với lại ống hút. Thì những cái này rất là dễ đúng không? Dạ. Ví dụ như mà ở nhà của các bé có giấy gì thì mình cũng có thể sử dụng được. Mình có giấy màu thì sử dụng giấy màu nè, hay là giấy của tập vở cũ mình cũng có thể sử dụng được luôn. Hoặc là chúng ta có thể tự lấy giấy rồi tự vẽ những cái chi tiết mà mình thích nè, rồi làm thành những cái kiểu mà mình thích luôn. Rất là đơn giản thôi. Chị Yubi thấy khi mà mình làm một cái hộp bút mà bằng giấy và ống hút như thế này thì mình có thể góp phần bảo vệ môi trường nữa cơ. Dạ đúng rồi. Cái này mà dán không kỹ là nó sẽ bị bung ra. Đúng rồi. Bình thường Minh Hằng đi học có dùng hộp bút không? Dạ có. Đó là hộp bút nhựa hay là một cái hộp bút bằng vải nè? Dạ, hộp bút nhựa. Về nhà thì mình có thể sáng tạo một cái hộp bút như thế này để mà mình có thể để bút viết ở trên bàn của mình á, vừa ngăn nắp vừa gọn gàng mà lại rất là dễ thương, mà tự chính mình làm ra thì nó còn ý nghĩa hơn nữa. Dạ đúng rồi. Minh Hằng ơi. Dạ. Minh Hằng thích học nhất là môn nào nè? Dạ, em thích học nhất là môn toán tiếng Việt. Như vậy thì mỗi lần mà Minh Hằng được điểm cao á thì mẹ sẽ thưởng cho Minh Hằng cái gì nè? Dạ, mẹ sẽ
Nếu mà được thì mẹ sẽ thưởng cho em bất cứ thứ gì mà em muốn. Còn không thì em sẽ được ăn đồ ăn mà em thích. À, như vậy thì bình thường Minh Hằng sẽ muốn cái gì ta? Dạ, em muốn một hộp bút mới. À, muốn một hộp bút mới thì hôm nay á là chị Yubi làm cái này là quá hợp lý với Minh Hằng rồi. Nếu vậy á là làm xong cái này chị Yubi sẽ tặng cho Minh Hằng luôn. Yeah, cảm ơn chị Yubi. Nhưng mà về á là phải ráng nhớ là học giỏi hơn nghe chưa, lần sau chị Yubi sẽ có nhiều món nữa tặng cho Minh Hằng đó. Yeah. Xong rồi mình sẽ làm thành những cái ống như thế này. Và sau khi mình đã có được những cái ống như thế này rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu dán lại, nối lại cùng với nhau để tạo thành cái khung. Yeah. Thì mình sẽ lấy một chiếc hộp hình chữ nhật như thế này nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nè. Chúng ta sẽ để cái ống theo cái khung này. Rồi mình sẽ, đây màu đỏ thì mình sẽ làm như màu đỏ đi. Yeah. Ok, mình sẽ dán lên như thế này nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục nha. Mình sẽ sử dụng cái silicone để có thể dán vào đây. Đây, chị Yubi sẽ lấy một cái silicone và sẽ sử dụng hộp quẹt để làm nóng keo silicone này. Sau khi đã dán những cái ống để làm cái thành của cái hộp bút rồi thì mình sẽ làm cái đế nha. Thì chị Yubi sẽ lấy một cái miếng bìa cạc tông nhỏ như thế này, vừa bằng với lại cái hộp mà khi nãy mình dùng để canh đó. Đó, rồi sau mình sẽ lấy một tờ giấy màu bất cứ là màu nào mà các bạn nhỏ thích nè. Rồi mình sẽ dán lại để làm cái đế của hộp bút của mình. Xong phần đáy rồi, bây giờ thì mình sẽ kết dính lại thôi. Mình có thể sử dụng băng keo hai mặt nè. Đúng rồi. Sử dụng hồ nè, sử đúng dụng rồi. Keo cũng được nữa. Mình dùng cái hai mặt thì nó sẽ dính chắc hơn nè. À, lật ngược lại. Tên tên. Thế là xong. Các bé ơi, chị Yubi và bé Minh Hằng đã làm xong một chiếc hộp bút bằng giấy và ống hút như thế này. Bây giờ mình bỏ vào thử nha. Dạ. Này. Đó. Đó. Rồi. Đấy. Các bé thấy chưa? Đó, rất là đơn giản thôi mà lại nhìn dễ thương, lại bảo vệ môi trường nữa, thì tại sao chúng ta không thử làm một chiếc hộp bút như thế này ha? Dạ. Yeah. Rồi, vậy là ngày hôm nay chị Yubi và bé Minh Hằng đã cùng nhau làm một chiếc hộp bút bằng giấy và ống hút cùng với bìa cạc tông. Rất là đơn giản, các bé có thể thử làm tại nhà và trang trí cho chiếc bàn học của mình thật là màu sắc, thật là đáng yêu theo cá tính của mình nha. Coi như là đây là món quà mà chị Yubi tặng cho Minh Hằng nha, thích không? Dạ em thích lắm luôn á, cảm ơn chị. Ok, các bé ơi, vậy là số phát sóng lần này của Có Yubi Không Là Chi đến đây cũng đã hết rồi. Chị Yubi và bé Minh Hằng cảm ơn tất cả các bé đã theo dõi chương trình. Và nhớ là chúng ta hãy cùng đón xem những số phát sóng lần sau để cùng với chị Yubi và bé Minh Hằng làm thật là nhiều món đồ dễ thương nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.